Chào cái Hà thân yêu đã đến với kênh Siêu Hiền Vlog cuộc sống ở tại Campuchia cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình xin mời cả nhà cùng nhờ căn bếp nhỏ của gia đình mình làm đồ ăn cơm buổi trưa nha cả nhà. Mình xin mời cả nhà cùng nhờ căn bếp mình. Thì hôm nay cũng trở lại một món gà nữa cả nhà ơi. Ở đây thì những cái khúc cánh gà này nè cả nhà, thì chồng mình mua nó, người ta ướp sẵn ở trong Lucky á cả nhà, nhưng mà về mình không có thích như vậy, mình rửa nó ra lại nha cả nhà, với lại thêm một cái khúc cái đuôi cánh nữa. Thì bây giờ mình rửa nó ra lại để mình ướp nó lại cả nhà, chứ mình không có thích ăn của người ta ướp sẵn nha. Còn thêm ở đây là một hộp sườn cốt lết đó cả nhà, mình đang gã đông nhà mình ăn đó cả nhà. Thì mình làm đồ ăn thì mình làm ăn sáng ăn chiều luôn cả nhà ơi, chứ mình không có làm hai ba thứ với hay là không có làm nhiều lần đó cả nhà, cho nên bây giờ mình làm một lần một mà ăn từ sáng tới chiều nha cả nhà. Thì đây một mớ sườn cốt lết với lại gà mình chuẩn bị ướp để nướng cả nhà, xin mời cả nhà cùng bắt tay vào bếp nha cả nhà. Bây giờ mình pha đồ nêm nếm lên nha cả nhà. Có ớt khô xào á cả nhà, mình cho một muỗng ớt khô xào. Đây là sa tế cả nhà. Rất là thơm luôn cả nhà. Mình cho hai muỗng sa tế. Cả nhà ơi, mình ướp cũng đã được 10 phút 15 phút rồi nè cả nhà, cũng lâu rồi. Thì bây giờ đường muối cũng thấm rồi, bây giờ mình bắt đầu nướng nha cả nhà. Rửa kén nha cả nhà, hai cục sừng cốt lết này nó cũng hơn nữa tí mình xẻ là được làm 4 miếng. Đây cả nhà ơi, mình chuẩn bị nó xong mình đi nướng. Thì giờ mình trở lại nồi, cái nồi của mình mở nó nướng cả nhà ơi. Ok, bây giờ thì mình đã nhấn nó xong rồi. Các bạn ơi, con mình nó đi học về tới rồi, nó là nó hơi đói bụng, cho nên bây giờ mình chờ nướng cái nồi thơm dầu là nó cũng hơi lâu quá cả nhà, cho nên mình nướng cái nồi thông dầu thì mình nướng thịt heo rồi. Còn bây giờ thì cái này mình sẽ chiên cánh gà nha cả nhà. Mình chiên thì mình có chiên chung với bơ luôn, mình có để thêm một miếng bơ nữa cho nó thơm nha. Thank you.
nó rất dễ dàng hết rồi cái nè. Mình hấp dẫn hơn cái nhà đây, cho mình xin ý kiến về cái nhà chậm lắm. Còn quay này kia thì mình cũng chỉ biết nghe. Cánh gà ướp sa tế chiên bơ của mình cũng đã chín rồi cả nhà ơi. Mình xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình nha cả nhà. Chúc cả nhà có một bữa cơm thật là ngon miệng bên gia đình. Cảm ơn cả nhà.